Ban tuyên giáo huyện ủy Gò Dầu tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp cao quý của ngành giáo dục trong thời gian qua. Trong năm 2020, Ban tuyên giáo huyện ủy đã mở được 13 lớp với gần 750 học viên, đạt hơn 100% kế hoạch, trong đó có hơn 300 đảng viên và gần 450 quần chúng. Ngoài ra, Ban tuyên giáo huyện ủy phối kết hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, rà soát đối tượng, chiêu sinh, phân công bài giảng cho giảng viên, công tác quản lý học viên ngày càng đi vào nề nếp.